Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, cứ vào mùng 9 tháng Giêng tại di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng ở xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lại rộn ràng hội đua ngựa dân gian độc đáo. Hội đua ngựa Gò Thị Thùng không chỉ mang ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ mà còn là một nét văn hóa lâu đời độc đáo của bà con nơi đây. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị không chỉ của tỉnh Phú Yên mà còn của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Năm nay, hội đua có 32 kỵ mã tham gia tranh tài. Ở hội đua ngựa mùa xuân này, kỵ sĩ là các anh nông dân và ngựa đua là những chú ngựa cái thồ nông sản chưa từng qua huấn luyện. Lần đầu tiên đứng trước đám đồng reo hò nên nhiều chú ngựa đã hốt hoảng bỏ chạy khỏi đường đua. Không ít chú ngựa đã có lệnh xuất phát từ lâu nhưng cương quyết không chạy. Phải nhiều người rượt đuổi la hét đánh vào mông mới chịu xuất phát. Có chú ngựa đang chạy thi thì không thích đua nữa, liền tấp vào lề nghỉ mệt. Lạ đời hơn là có chú ngựa hất ngã luôn cả người cưỡi xuống đất cho đỡ vướng víu để chạy cho nhanh về đích. Chính nhờ những chi tiết độc lạ nghiệp dư như vậy nên hội đua ngựa ở Gò Thị Thùng đã khiến hàng ngàn khán giả được dịp cười sảng khoái đầu năm mới.